Thời điểm này, các vườn nhãn trên địa bàn huyện Khoái Châu trong giai đoạn quả non, các chủ vườn đang tích cực ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để có mùa nhãn đạt năng suất, chất lượng cao. Toàn huyện Khoái Châu hiện trồng gần 1.600 ha nhãn, trong đó có 460 ha diện tích được sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Giống nhãn được trồng chủ yếu trên địa bàn là nhãn miền thiết chín muộn qua đánh giá của phòng nông nghiệp huyện, năm nay diện tích nhãn đậu quả đạt 65%, ước tính sản lượng đạt 15.000 tấn. Thời điểm này, các nhà vườn đang tập trung cắt tỉa quả, bón phân bổ sung dinh dưỡng cho cây nhãn, đồng thời tập trung phòng trừ sâu bệnh như thán thư, sương mai, sâu đục cuống quả.